Các đảng viên Dân Chủ phẫn nộ với Tổng thống Donald Trump và các đảng viên Cộng hòa ở Thượng viện vì đã đề cử thẩm phán bảo thủ Amy Coney Barrett làm thẩm phán tối cao pháp viện khi đã rất sát ngày diễn ra bầu cử Tổng thống vào mùng 3 tháng 11. Sự phẫn nộ đó khiến một số nhà hoạt động tiến bộ kêu gọi tăng số lượng các thẩm phán ở tối cao pháp viện với nhiều thẩm phán theo đường lối tự do hơn nếu ứng cử viên đảng Dân Chủ Joe Biden và đảng của ông giành được chức Tổng thống và nắm quyền kiểm soát quốc hội Tại cuộc tranh luận giữa các ứng viên phó tổng thống, phó tổng thống thuộc Đảng Cộng hòa Mike Pence nói việc tăng thẩm phán có thể làm suy yếu tính độc lập chính trị của tòa. Nếu quý vị trân trọng tối cao pháp viện của chúng ta, nếu quý vị trân trọng sự phân quyền, quý vị hãy từ chối vé bầu cho Biden Harris vào ngày 3 tháng 11. Hãy tái bầu cho Tổng thống Donald Trump và chúng tôi sẽ ủng hộ sự phân quyền lực trong chính chiếc ghế. Trong khi đó, ông Biden, người ôn hòa về chính trị, nói rằng ông không phải là người thích tăng số lượng thẩm phán. Ban vận động của ông cũng không bác bỏ ý tưởng này. Khi bị hỏi dồn tại cuộc tranh luận về ông Pence, ứng cử viên phó tổng thống bên đảng Dân Chủ, Thượng nghị sĩ Kamala Harris đã cãi lại, cáo buộc chính quyền ông Trump đã nhồi thêm các thẩm phán bảo thủ vào các tòa án cấp dưới. Quý vị có biết không, trong 50 người mà Tổng thống Trump bổ nhiệm trọn đời vào các tòa phúc thẩm, chẳng có một ai là người da đen cả. Họ đã và đang làm như thế đấy. Thế mà muốn nói về việc tăng thẩm phán ở một tòa án à? I did hope. Để tăng khả năng là nếu ông Biden thành tổng thống, ông có thể tiến hành chương trình nghị sự của mình. Cựu tổng thống Barack Obama gần đây tán thành việc loại bỏ quy định về tranh luận không giới hạn ở Thượng viện. Cần phải có đa số 60 phiếu bầu ở Thượng viện, gồm 100 ghế, để khỏi phải bàn và cứ thế thông qua một luật quan trọng. Trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Obama, phía đảng Dân Chủ đã tránh được việc tranh luận không giới hạn để phê chuẩn các thẩm phán liên bang. Và dưới thời chính quyền ông Trump, phía đảng Cộng hòa đã loại bỏ việc đó để phi chuẩn những người họ đề cử vào tối cao pháp viện. Một mối quan tâm khác của phía đảng Cộng hòa là đảng Dân Chủ với thế đa số mỏng manh có thể siết chặt bàn tay nắm quyền bằng cách bãi bỏ đại cử tri đoàn là hệ thống bỏ phiếu tổng thống gián tiếp có lợi cho các bang nông thôn nghiêng về đảng Cộng hòa. Nhờ thắng bằng đại cử tri đoàn mà ông Donald Trump giành chức tổng thống vào năm 2016 và ông George W. Bush vào năm 2000, mặc dù cả hai ông đều thua với số phiếu phổ thông trên toàn quốc một số người cấp tiến cũng muốn tăng số đại biểu quốc hội của đảng dân chủ bằng cách trao quy chế tiểu bang cho hai thành trì của đảng là thủ đô washington dc hiện là một quận hạt do liên bang kiểm soát và đảo puerto rico tuy nhiên chính các đảng viên cộng hòa cũng ủng hộ quy chế tiểu bang dành cho puerto rico các nhà phân tích cho rằng những nỗ lực này của cả hai bên nhằm vô hiệu hóa phe đối lập hơn là tìm kiếm thỏa hiệp làm suy yếu nền dân chủ trong các nền dân chủ đang trở nên dễ dãi, ta sẽ thấy chuyện này tiếp tục leo thang đến một mức là nó thực sự cố gắng trở thành một nền dân chủ độc đảng. Về phần mình, ông Biden tiếp tục chấn nan với các đề xuất dựa trên lợi thế chiếm đa số, vì ông đang tìm cách giành phiếu của những người độc lập và những người cộng hòa bất mãn. Các cuộc thăm dò cho thấy họ đang ngày càng ủng hộ ông. Thank you, thank you, thank you, thank you.